Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần trình diễn của các thí sinh trong trang phục áo tắm xuân thu kết hợp cùng giày Dolly. Chúng tôi tin chắc rằng phần thi này sẽ giúp cho không khí của cuộc thi hôm nay thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các thí sinh của chúng ta. Xin giới thiệu thí sinh đầu tiên, Phạm Ngọc Khánh Linh, số báo danh 225, chiều cao 1m70, cân nặng 55kg, số đo 3 vòng 86, 65, 92. Hãy cùng chào đón Đặng Thị Trúc Mai, số báo danh 295, chiều cao 1m69, cân nặng 53kg, các chỉ số 84, 62, 91.